Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây trang đỏ nha quý vị. Bonsai 627. Đây tỷ lệ đây quý vị ơi. Bằng tay tôi đây nha. Rồi, một cây trang đỏ giá 300k nha. Không phí vận chuyển, không ship code gì hết nha. Chuyển khoản mới giao cây nha quý vị. Cây này nó đang ra hoa nha quý vị. Nè, nhú nhú bông nha. Rồi, tốc hành luôn. Bữa nay tối quá rồi quý vị, thông cảm nha, quay lẹ nha. Đây nè, tỷ lệ nè, ở trên mặt này là mặt trên nha. Chai trà xanh nha quý vị. Rồi, ở dưới đây. Đó. Rồi, 300k nha quý vị. Rồi, thôi xuống con ơi.